Hả? Bình chưa ra lấy cái này nè hai. Cái gì vậy? Cái gì đó? Cô Nam, cô Nam, mượn dao cô Nam. Rồi, rồi, cắt hay không? Mượn dao lắm, mượn cậu rửa. Kể, kể cô Nam. Đâu, ngồi, ngồi xuống thử đi con. Ờ. Coi chừng. Cái gì vậy? Coi chừng bể. Bánh gì vậy? Con lót, con lót, để nó lắm cái đít. Bánh. Bánh gì vậy? Ngờ rồi. Cô Nam, cô Nam. Ừ. Nữa là còn. Ủa cái gì rồi kìa, ăn ghét dữ ra. Gì ngậu hả? Trình bể. Cái gì ta? Ôi. Cái gì đắng? Cây. 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 Ủa cây gì? Cây gì vậy cậu Nam? Mít. Mấy mít không? Ủa ổ đó. Ủa không phải. Gì vậy? Bông hồng. Bông hồng hả? Cây bông hồng. Cây bông hồng. Ờ. Ủa cái gì mình tầm được hả cậu Nam? Ờ cái này đem về trồng hả nhiều con ơi. Gì tầm được hả cậu Nam? Ờ nó cũ nè. Ủa còn này cái này cái gì? Cái đó là gì? Ai biết. Anh luôn không biết cái đó là gì nữa. Ờ thôi để đây rồi dừng nó bình qua rồi coi cái vụ trồng cái sao. Cái này là gì? Ừ, không biết gì. Ừ. Cái này tưởng là ấy mít chứ. Đây là cái gì vậy ta? Đây là trồng. Hay là bữa hẩm mình bệnh nó cái hả? Cắt mượn về mượn chị Linh mua thì đây nè. Ờ. Vậy tầm sao ta? Ừ, có cái gì vậy? Mấy cây qua. Mấy cây cậu Nam? 2 3 nè. 4 6 7 8 9 10. 10 10 cộng. 10 cây. Ừ. Mà cây gì cũng không biết cây gì. Anh thấy cây này là bông hằng nè. Ờ. À hả. Ừ. Giờ mình để đó rồi mình bỏ xuống đồng. Ừ. Cậu xuống kiếm vài nhánh nữa cậu bỏ cái kia nó ngay đó thua quá. Hả? Ờ, kiếm gì bắt. Dì mời gửi mấy cái gì này về nào ạ? Dì mời gửi về ngày hôm qua. Trà này ta hộp sắt sắt làm trà uống nước trà phải không cô Nam? Ờ đúng rồi. Cái mình trồng lớn lên cái mình hái cái đọt đó cái mình đem bán cho nhà máy nó làm trà. Dì mời nói trà này ta hộp. À, ứng nước trà. Ủa vậy cái hộp. Ừ. Ừ. Giờ mình không biết trồng giờ cái hướng trồng đất đó. Ủa cái chỗ nào mình còn qua còn trồng mà cậu trồng chỗ nào cũng được con Nam cậu thấy chỗ nào tà cậu biết nè tà chỗ nào cậu biết nó tốt rồi cậu trồng thấy vừa để được hả không ngủ nè nắm đầu trước nha không cậu dính xuống một cây tới đây xuống một cây nãy cậu để cho rồi rồi luôn rồi. Cái bếp nãy giờ chú hai chú bào xong xuôi hết rồi. Giờ có Bình Tòn với anh Quẹo chạy xuống phụ với chú hai gáp cái bếp luôn. Không biết chiều nay xong không anh Quẹo? Chắc không xong quá hả? À, xong không hay? Cái gì? Cái bếp á. Sao? Dạ chiều gáp xong rồi. Rồi chứ. Rồi hả? Ừ. Bây giờ gần giờ ba mấy rồi tôi rồi. Nghĩ không. Dạ chiều rồi chứ. Còn gì bánh nữa không hay? Hả? Hả nè, nhiều rồi đi giếm rồi. Là nó bị nhiễm trùng á. Ừ, nó. Nó không tò lơ tên nè. Ủa cái con đó nó. Nó giò luôn nè. Giò luôn. Ủa cái con đó nó ăn chân của chú Hai hả chú Hai? Đeo mấy giờ. Giờ có chiếc thẹo gì nó đeo nè, thấy chưa? Thấy chưa? Thôi, nãy giờ nó có đeo anh không? Không. Vậy cũng như không, vậy cũng nói. Nói gì con thịt người. Bây giờ chú Hai ra gáp lại là nó vô tổng nó ăn không? Không biết có gì tổng ngon lành gì không ăn không hả? Chắc ngon. Ở quê của mình mấy năm nay khoảng 4 năm nay thì xuất hiện một cái con. Nó bự hơn con bù mắt mà nó nhỏ hơn con mũi. Mà nó toàn toàn, nó không phải dài như con mũi mà nó toàn lại đó. Mà nó bay chậm chậm mà nó bu mình dữ lắm. Mà khi mà mình tay mình có vết thương hay vết thẹo hay một đĩa gì đó mà mình không có dán lại kỹ là bắt đầu nó chui đó nó ăn một lỗ tày quầy ở trong đó luôn. Con biết con đó không? Biết. Biết hả? Biết nhưng mà không biết là nó ăn. Nó ăn thịt người á. Ghê thiệt. Mà nó cắn vô thì không có hay đau. Bởi vậy người ta không có biết là bị cái con nó ăn thịt. Do nó cắn đầu. Đau không? Đau. Đau hả? Đau hay không mới phát hiện đó. Cái đau đó. Đau hả? Vậy em chưa bị cắn hay không? Cắn đau hơn rồi. Vậy hả? Mà nó cắn chú Hai nhiều không chú Hai?
Vậy nó đeo chừng chừng, nó đeo nó mua hoài. Hai thì đuổi nó ra. Mà mình đập nó không có được. Mình đập nó, nó khó đập hơn con mũi nữa. Nó bay chậm mà sao khó đập. Bởi vì ở quê của mình phải giờ có cái gì vết heo gì đó là phải dán lại. Cái gì? Nè, xuống ăn đi. Thịt anh nào quá ngon. Cái giữa cái này là dán dừa không hả chú hai? Alo em nghe nè. Này là dán dừa luôn hả? Không luôn. Không có dán. Em nghe nè. Gọi cây dừa. Ủa cây dừa không à? Dạ. Ngay rồi, ngay rồi. Cái chỗ này là cái chỗ chỉ dừng lại. Mốt ông mướn theo con đi theo Vịnh, con không có việc làm không hay? Thôi Vịnh mắc đó ông ơi. Phải không? Vịnh vậy nhiêu thợ vịnh vậy nhiêu ngày nó mất bằng rưỡi hả không ăn á con lấy ghẻ thôi có không thợ vịnh chưa cũng phải có vịnh nào mới được chưa rồi em nhanh hơn cậu nào, này giống như chơi lắp ráp vậy hả cậu nào, ráp lại cái xong. Ủa còn cái này mình để cái tên vô mình mới đóng bên đây luôn hả ông hả? Ở đây thì chú hai, khen chú hai đợi con. Ở đây chú hai có mấy cái này, cây nào chú hai cũng làm cái vậy hết. Ừ. Cái kêu bằng gì chú hai? Cái mọng dừa đó, hả? Bào lao. Cái mọng dừa chứ nữa. Phải không? Cây người ta xẻ cái ngàm cũng được, cái mọng cũng được. Thì cái cây này là cây dừa, thì cái mọng đó là mọng dừa. Cái cào á nè. Anh làm miếng đóng bằng đinh á, đóng bằng tay thôi. Không vô thấy chưa? Ráp chút xíu rồi à. Vậy mà con tưởng con ráp lâu, tới giờ cơm chiều nghỉ luôn. Vậy nhanh thiệt, nhanh chưa được 10 phút anh Quẹo. Nó Quẹo hả? Giờ tới chiều không xong 3 giờ mấy chiều chưa gầu gì nữa. Hay không có anh Vịnh nữa phải không? Ừ. Đúng là không có anh Quẹo, chú hai làm không được gì hết ha. Có anh Vịnh này bậy luôn. Vậy đá hoa cương mà các loại 60 ngàn mét á, cắt thả ngang ở trên dưới này thả nó luôn cho nó dễ, cây thì cũng được mà cây ở dưới này nó mau một. Đá hoa cương mà mình làm cái khoảng xa gì nó có sao không hay hả? Tại đây khỏi có gì hết, để tại làm chứ không làm để đứng tỉnh cũng vui. Phải không? Thôi kìa, chắc dữ vậy hả? Trời đó, bữa nay mình kêu thợ kiến hay là thợ đá đây mình đâu có tao. Ở mấy chỗ nó bán đá, nó dựa đó. Chỗ bán gạch đâu nó dựa đó, rồi mình kêu nó lại no, cái cắt nó trở lại. Nó cũng như cắt kiến vậy đó. Giờ Bình Toàn với anh Quẹo có mặt ở đây rồi, giờ mình không đưa mình sợ mình quên. Cái này mày chịu không? Đáp anh. Này là mày thích liền. Nè giống không? Hồi y hệt luôn. Sao cái này màu xanh nước biển, màu xanh lá cây mà giống vậy? Thì cái màu giống giống đó. Màu đen thì mẹo. Nè, bị ai lại ký hiệu của bóng gỗ. Nè, này của mày. Chịu không? Chịu được rồi. Ấy cái mặt phái. Có cái đây ngay cậu. Phái. Cậu Nam. Cậu Nam không có. Ô cái này. Này nè. Không cậu, nè này con Quẹo. Không, cái này cậu Năm mặc cái khẩu mặc quần cậu Năm. Này ai? Ủa đó. Quẹo. Bảy. Em phải. Hai người chia ra đi. Không, cái đó mình bận vậy. Vậy là hết thái này phải không?
chú gửi anh bạn thử đi. Để biết sao? Thấy rồi, thấy rồi. Anh bạn thấy rồi. Đâu bạn vô thử hình nào? Anh vợ bạn thử rồi, đâu bạn thử rồi, ta dịnh cho. Bạn áo đá banh này mày chạy vòng vòng thử coi. Mày đá banh luôn. Anh kia nó hẹn kìa. Có không? Vô, vô khính này. Ừ. Vô thử. Ấy cái bụng cho bụng bụng lên. Vô anh nè. Vô áo vô đẹp. Này Colombia hả? Colombia. Quay ra bên đó. Quay ra cho anh Tàu anh coi thấy. Ở lúc mà trở về cái áo dữ luôn à. Dữ. Dữ à. Rồi anh tặng cho anh ảnh tặng cho quà cho anh vợ với anh Tòm là anh Toàn ở bên Mỹ hả? Cho gửi hôm nay mà em để dưới giường nè, mà em chờ hoài sao không có gặp. Hôm nay không sớm về, về bữa nay có mặt hai người luôn rồi em gửi. Chưa, thằng kia học với mà chưa. Bịch đâu rồi? Bịch để đây nè. Để anh Toàn bận cái đó thử coi. Anh Vẹo thử mấy cái. Anh thử mấy cái không? Ồ, vừa thích đâu. Có con gì đâu vậy? Vừa thích đâu nè. Anh BE là cái hiệu của bóng gỗ á. Vậy hả? Ừ. Xếp này là con nâu. Rồi anh vợ nhắn nhủ thì anh vợ nhắn nhủ đi nha. Đi đâu? Về đi ra đó chơi nữa hả? Thôi cái đó nhỏ thôi. Tên mặt cái đó thử ra. Bự cái nè. Không có, áo thun vậy chứ không bự đâu. Bự chứ. Không bự. Tao mặt phải tới y nè, dài phải tới đây nè. Bậy. Để tao nói mày coi thử coi phải vậy không? Không biết bự không? Thử đi. Không, ổng thun mà. Nấu bự. Sao không bự? Chơi nha. Thấy không? Khỏi cái gì luôn nè. Bận ra không quần. Không quần. Không, chứ như nó cũng vừa chứ. Ổng vừa chứ đâu. Ổng thun mà. Trời. Thấy không anh nè? Đúng rồi. Thấy không anh? Tanh chưa? Mà em thấy cái bệnh em sợ lắm vậy không? Sợ đá tung mà xỉu luôn. Em đá văng vô mặt em chứ. Mặt chị Hào nhỏ hơn tới banh. Thấy cái đá banh không? Thôi. Giờ tắt ra cho. Toàn. Dạ, em cảm ơn anh Toàn cho em mấy cái áo. Em cảm ơn anh Toàn nhiều. Chúc anh Toàn có nhiều sức khỏe. Cảm ơn anh Toàn đi. Thôi em cũng ơn, cũng cảm ơn anh Toàn. Cũng thương tụi em cho em áo. Thì cứ túng tấm lòng của anh Toàn em mốt về đây thì em cũng tấm lòng của em nó khác. Về đây thì mới mốt mà tấm lòng của em tại anh muốn cái gì cũng được hả? Cũng được á. Đó là tấm lòng của em. Sẵn dịp này thì em cũng cảm ơn anh Toàn rất là nhiều đã thương yêu Hương Vị Đồng Quê cũng như là những người thân xung quanh em. Rồi sẵn dịp thì Bình Toàn với anh Quẹo đang mắc cỡ nói không được gì thì để em nói dần là sau này khi mà dịch hết rồi á, giao thông thuận tiện rồi á thì anh Toàn cố gắng về Việt Nam, về quê hương cũng như là về Bến Tre để cho Bình Toàn với anh Quẹo có tấm lòng, có tấm lòng tiếp đãi lại anh Toàn để anh Toàn biết được là người dân Bến Tre của em như thế nào. Rồi em cũng xin chúc cho anh Toàn được nhiều sức khỏe.
và xin ơn trên ban cho anh Tần được sự dư dật trên tài chánh để anh Tần có nhiều điều kiện giúp đỡ cho những người khó khăn khác nữa. Em cảm ơn anh Tần rất là nhiều. Mua của ai vậy ông Tần? Mua tên mạng. Bà không mua tên mạng bị lầm. Sao vậy? Mua để trả cho nghe. Vụ gì vậy? Để sẵn trả luôn. Ừ. Mua ba cái ổ dứa hả? Ừ. Mua ba, mua hình như mua hai, mua hai cái ổ dứa tặng cái cây. À, đúng là hai cây hơn rồi. Ổ dứa là ổ gì? Thì mình thấy lạ mình mua gì mình tặng. Ừ. Ổi cái mua diện cây, mua ổ dứa biết giàu cái gì không? Cho cái gì? Nó giàu cây sa ghi. À, cái giàu nó giàu cây sigo. À. Mình đâu có biết đâu, mình cũng mở bầu ra mình thấy cũng kỳ kỳ. Cái dưới vậy quá tổng cái sigo mà thấy giống quá. Ừ. Cái điện thoại lên nó điện thoại lên công ty nó giao cây á. Ừ. Có sao mua dưới mà 300.000 cây á. Ừ. Mà anh giao cái sigo cái kia mình chụp hình gửi qua nó, mình chụp hình gửi qua nó. Nó có nói lộn, không lộn gì. Ừ. Cái điện thoại nó không có máy luôn á. Ừ. Làm nó chơi nhau rồi. Rồi không nói gì á. Ba cậu dưới. Giờ mày điện nó không được luôn hả? Điện được nhưng mà lấy cái số khác điện thoại nó gặp máy số mình không có máy. Vậy là bà bi. Đó là bên viện khoa học Hàn Lâm Hà Nội á, là viện nó ương cái giống á. Mình mua công ty mình mua chứ mua ngoài mình sợ mình bị lường gạt. Mình kinh nghiệm luôn á. Ừ. Mua bên công ty. Xong rồi cái đầu hỏi nó cái cây sống không chị, lúc tức mình mua là hỏi nó có bao không, nói em bao, ví dụ mà về nó có chết thì em đổi lại. Ừ. Mà cây của em anh yên tâm là không có chết. Ừ. Cây mạnh lắm. Ừ. Nắng mưa gì nó cũng không chết á. Ừ. Cái hồi lộn cây cái mình điện thoại lại nó hỏi mình câu vậy nè, ở dưới anh có mưa không? Ừ. Nó cây này dễ chết lắm. Không mưa chết. Mà lúc mà mình mua nó chơi chuyển, mình chơi chuyển tiền đó thì nó nói sống nhăn à. Ừ. Chạy thì chứ. Thôi cái đó rồi gạt. Không, con mua bên viện Hàn Lâm của viện bên ương cây là con mua công ty. À mới đầu thì nói ngon ngọt vậy làm mà hả chết đổi. Rồi giờ. Mà giờ điện lại phải đòn tới. Ví dụ mà bây giờ ví dụ mà nói em lỡ lộn cây trong vòng 3 bữa nó anh nhận cây khác. Ừ. Ví dụ nói gì mình cũng vui nữa. Nó không nói chừng nào mình nhận cây nó sẽ thừa, nó sẽ đổi lại cho mình. Mà nó không nói ngày đổi. Mà hôm nay cũng 3 ngày rồi. Nhiêu cây? 300.000 cây. Ổng trước 300.000 cây mắc lắm. 2 cây 600.000. 3 cây 600.000. Nhưng mà anh có mua mấy cây kia nữa. Ừ, nó tặng một cây. Thôi chạy mốt, chạy mua đồ anh mạng luôn rồi. Hồi đó giờ đâu có bị tình trạng đó. Ừ. Có mua đồ bị vậy? Bên cái viện cái gì? Viện Hàn Lâm gì á. Bây giờ quên rồi, để ghi với nhà. Tại cái đó nó để vậy chứ đâu chưa chắc à. Ừ. Cái đó là nó để cái tên vậy cho mày tin thôi chứ mày lấy gì mày chắc chắn là bên đó. Bây giờ móc điện thoại ra điện thoại lại nó thử chừng nào đưa cây. Còn không là tôi lên mạng luôn á. Ừ. Làm ăn công ty làm ăn xúc nhan. Tôi đăng số điện thoại của anh cho chạy lên mạng luôn á. À, tôi nói cái vấn đề mình vậy. Mua cây ở dưới mà giao cho mình cây sigo. À, cây cốc không? Ông mà sigo rồi cũng mắc lắm mày. Mắc gì? Cây có chút giấy nè. Chút giấy rồi mấy đâu ngàn. Ở dưới là ở gì? Ủa mà lại là đồ Việt Nam chưa có bán luôn là nó. Vậy là không có rồi. Không có. Vậy là không có rồi. Em nghĩ coi cái nhánh bưởi ở mình còn có 7-8 ngàn, 15 ngàn nhánh rồi nó mua nhánh ở 300 ngàn không biết cái nó ổi nó ra làm sao. Thị trường mình ổi giờ có 7 ngàn nhánh rồi. Vậy là không có rồi á. Mua tầm bậy. Giờ điện thoại đâu có máy đâu, mà số lạ điện thoại thì có máy. Mở cái này là bên công ty mà mình chứ... Mày tin là công ty chứ sao biết công ty. Giống như bữa hẳn nó dụ tao dụ cái điện thoại á. Nó cũng nói công ty ở quận nhất, tự sở nổi quận nhất mà có đâu. Không có cái địa chỉ đó. Cộng cho một bình nha con. Ừ. Giờ mình đào cái mình nhét xuống. Ừ. Mấy cái cây này, mấy chậu này là bông giấy chết á hả tụi nó. Ừ, lé chết rồi con. Ừ, đó. Hẳn nãy gọi số này không bắt máy, giờ gọi số này bắt máy nè. Bị lường gạt rồi. Là bán gạo hả? Tính mua gạo hay gì? Lường gạo. Có cái gì đâu mà vậy đơn giản. Chơi vậy. Chơi vậy mà chừng an tâm người là thấy ngon lành hết con nào. Ờ, bỏ vậy. Giờ nhóm lên thời buổi này có thiệt có giả tùm lum. Người thì thật lòng, người thì giả dối.
chị em bình bữa đặt cây chị lộn mà chừng nào mà chị mới đổi cho em, chị chừng nào chị mới đổi cho em. Dạ bên em có mưa tên tên Bình đó chị, bà hổm đổi ba cái cây mà đi rồi hả chị? Dạ vâng đúng rồi, em này tưởng anh hai. Em sao đi rồi anh ạ? À? Hỏi mấy ngày nữa tới. À, chị là cái cây đó là mưa tổng mới sống chứ không mưa tổng chết hả chị? Dạ vâng, tại vì em sợ không mưa mà nắng quá thì trồng nó chết đấy. Dạ, tại hồi các hồi lúc em mua cây là em nói nắng mưa gì nó cũng sống. Dạ. Rồi mấy cây kia này em tấm lại em gửi lại cho chị ha. Được. Đừng gửi nha, để tiền nào cây tới hả gửi, để gửi mất công tốn tiền xe. Tốn tiền gửi. Hả? Với mình có mưa, không có chết. Mà hồi lúc mình mua thì nó mưa nắng gì cũng sống á. Kỳ vậy? Mà thường mình hiểu rồi nó thì mình mua nó phải nói vậy mình mới mua. Nó ngọt gì chứ. Nó ngon nó ngọt. Ừ. Y nhân trai dụ con gái hắn còn không? Ờ, ở vậy nó ngon ngọt, nhà lầu có, nhà lầu xe hơi. Hả? Ừ. À là giàu có. Ừ. Đây. Chừng mà khi da chạm vô rồi chụp bán cái số. Bây giờ thì mình nói luôn dạ. Nhà anh không có gì ngoài điều kiện hết á. Đi bán cái số. Thấy chưa, hồi dưới anh có mưa không? Chạy thì chứ. Mưa hay không mưa thì cũng có sao đâu. Miễn sao ta tầm thôi. Vậy á. Với anh có mua không để chết. Hồi lúc mà mình chưa mua thì nó ngon. Thôi quảng cáo thấy ghiền rồi. Vậy mà mặt bình tòn vậy mà cũng bị gái gạt nữa. Anh quẹo. Mình nghĩ cái cây lạ chứ. Mình mua không lẽ mà. Nó đâu có nhiêu tiền đâu mà người ta lừa gạt mình chứ. Hồi nãy nhỏ mình bắt ha. Nó lạ lạ. Mà tình trạng nó hiếm lắm mà. Khó có gặp lắm. Người ta gặp hoài. Quần áo tao nạn cũng vậy nữa. Mình tiền á, bữa hẳn nó mua á. Ừ, thôi giờ đi vô tại giống như là mình thà mình gờ tước mặt á cậu Năm à, thì nó dễ còn dễ, này mình chỉ mà nói chuyện qua miệng thôi mà. Ừ. Mình còn không thấy được nó ra làm sao. Cứng nha cậu Năm. Thấy nhắc cứ là sao đè dẻo dẻo rồi mình bóp ba cái đất cái lớp đất thịt thiệt hoài mình bỏ gãi gãi lên trên được. Anh Tân vậy rồi chừng nào nó mới mọc lá mình Tân? Tao vẫn từng lễ rồi, từng lễ nó lâm tự rồi. Uh-huh. Nếu mà nó không đâm tượng là nó không đâm tượng là đất á. Liên văn đất, cộng và liên văn đất á. Cộng và liên văn đất. Ủa hiện họ có tới nước không cậu Năm? Cái này nó hẳn không à. Còn hai bịch nãy mình để rồi nữa mình tưới nha, chứ thấy nãy tưởng gì, bịch gì chứ. Chắc người ta gọi người ta giao cái giường nãy kia. Giường rồi mình xúm gà nãy. Mua cái giường ngủ hả anh ta? Hỏi nào. Không biết. Không phải.